Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series trôn đổi súng. Thì hiện tại mình đang phải ngồi thả thính các kiểu đây. Bây giờ các nạn nhân không còn tin người như trước nữa. Bây giờ các nạn nhân thông minh hơn nhiều rồi. Qua nhiều lần trôn đổi súng thì anh em đã có những kỹ năng đề phòng rồi. Nhưng vẫn không hề thoát được. Có một nạn nhân đã mắc bẫy rồi. Chúng ta sẽ cùng ra giữa sân đổi súng nhá. A few moments later. Rồi, đổi thơm sơn. Thơm thế. Đây 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 đây. Đây tự nhiên đứng đợi. Đấy, đấy. Tôi vứt rồi nha. Úi rồi. Bạn quá đen rồi. Ô, không nhặt được à? Tự nhiên vẫn đứng nhìn mình trong một cái ánh mắt rất là thèm thuồng. Ô cái điểm ơi. Cắm thế hả rồi. Rồi bạn ơi bác. Tại sao bạn đừng tin người nữa nhá. Đứng chát luôn. Vãi cẩn xoài. Rồi chị bố thí xuống. Tình nhiên cay cú. Tình nhiên cay cú. Đáng thế. Chị bố thí xuống. Ơ nãy tôi vứt rồi mà. Cái bọn này cover vừa thôi nhá. Rồi xem tình nhiên sẽ trả lại những gì đây. Bố thí xuống. Bố thí xuống. Tình nhiên rất là cay cú. Không hiểu tại sao. Ô, tôi lại vứt súng rồi, sao ông lại không vứt lại? Không vứt lại mà sao vẫn nhặt được? Rồi, chắc là chưa xem clip của mình đây mà. Ô, cái định mới. Từ nào? Ghê thế. Mày sầm lờ vừa tôi. Cạn lời. Mày làm sầm lờ vừa tôi. Tuy nhiên rất cay cú à. Rất cay cú đến từ thanh niên khiết siêu nhơn. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với nạn nhân tiếp theo đi. Ok, nãy thì mình vừa thả thính xong rồi. Có một thanh niên mắc rồi. Mắc thính rồi, cứ xác định đi. Rồi. Đây đây đây, vứt xuống thế nào. Rồi cầm MG luôn ạ. Dã man. Đi đây, thằng nào sẽ vứt đây. Thằng nào. Á à, đù. Rồi cứ tưởng là không được cơ. Thế mèo nào. Một phút nào đấy chần chừ. Và thanh niên đấy vẫn vứt. Có cái L ấy. Tình người vực L. Đấy, từ từ nào. Hôm nay thì mình kết hợp à gì ta. Mình vẫn trôn đổi chúng nhưng mình sẽ phải đi săn bằng cái khẩu súng. Trôn được. Rồi, tuyệt vời. Ok, đây, 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 đây. Từ từ mình sẽ cố gắng cận chiến hết. Để qua gặp thanh niên khác nào. Này thì đi luôn. Trôn, vãi cả trôn. Vẫn biết bị trôn à. Cái gì đây? Tao cận chiến đấy, coi chừng tao. Nãy mình vừa gạ thanh niên đấy đổi súng. Không biết là đổi được hay không đây. Rồi có tên là Ngọc Thơ, hình như con gái này. Ui. Rồi bạn là con gái nên chắc là mình sẽ tặng cho bạn một quả bom nha. Rồi bom kit đấy, đừng đùa. Toàn đi tìm thôi. Mình rất thích bạn nên mình mới tặng bạn quả bom. Chứ mấy thằng khác mình hay đáp vào mồm chúng nó bằng một câu. Có cái lời ấy, tình người vờ cờ lờ. Xuống đó tao bỏ, tao biết mày lừa rồi. Vẫn biết bị lừa. Rồi đen cho bạn rồi. Này thì nguy hiểm này. Này thì nguy hiểm với tôi này. Úi dồi, tơ ơi. Tha cho mình. Mình chỉ cận chiến thằng dung non thôi. 36 kế chuồn thôi. Tuy nhiên đấy vẫn biết mình bị lừa. Nhưng đáp cho mình bằng hai câu và tao cận chiến đấy. Coi chừng tao. Rất sợ mình bị lừa. Rất sợ mình đi lừa nó. Nhưng quá đen cho bạn rồi. Mình cứng lắm. Gặp ơn NT đấy anh nhé. Ơn NT nó quá cứng rồi. Cho dù bạn đáp 15 câu như thế thì nó vẫn là trôn thôi. Ơ, con này VNG chơi khắm nhỉ. Tự dưng này đi lướt qua cái thủng rồi. Cứ tưởng là gặp TMP. Thì mèo nào gặp ngay của khẩu khắm nhất quả đất. Ê, sau lưng bạn ơi. Sau lưng này. Rồi không biết thanh niên đấy sẽ cận chiến mình bằng cái gì đây. Chắc là dao găm chăng. Dao găm nó mới tuốt đi nha mẹ. Ui. Mình cũng khá là sợ khi mà bị một thanh niên có tên in game nó rất là giống con gái. Rất là hổ báo. Chat cho mình hai câu rất là tuyệt vời. Nghe khá là sợ. Đây đây đây, mình sẽ liếm. Liếm AK trước. Gì đây? Rồi. Đây 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 đây. Gì cơ? Ép mình à? Tôi khó chết lắm. Tôi mà tên tay mà có súng thì cứ xác định là còn lâu mới chết. Rồi không biết thanh niên Ngọc Thơ đâu rồi.
Ôi, đấy, à đây rồi. Sao lại bạn làm zumba rồi? Ơ không phải, không phải bị mình bị cận chiến à? Ơi cứ tưởng là mình bị cận chiến cơ. Thế mèo nào. Rồi tôi sẽ bật kèo đây. Bật kèo đây. Bật kèo. Ô cái thằng này từ nào trời ơi. Tự dưng có một thằng vào, chứ không này bạn thì mình sẽ bật kèo cho bạn xem. Đèn thế. Và chúng ta sẽ cùng đến với nạn nhân tiếp theo. Rồi. Nãy vừa thả thính xong. Không biết là thằng nào. À đây 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 đây. Đây đây. Dâng mỡ đến miệng mèo. Bảo thằng nào không ăn. Rồi đáp lại bạn của bom nhá. Ai. Nhìn cái gì. Ui. Cái điện mới admin. Chơi tôi à. Này thì chơi tôi này. Khổ nạn thế à rồi. Mới đổi súng xong. Chưa kịp làm gì. Chưa kịp ngáp luôn ý. Đây 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 đây. Hàng này làm gì cầm bom bắt cua. Cầm bom bắt cua này. Rồi gì đây. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với Hero thôi. Quá nhanh. Đối với tôi thì tôi làm giúp bài nó nhanh lắm anh em ạ. Kết thúc một nó nhạc rồi. Cô làm cái gì. Ơ có Hero này. Rồi vứt đi vứt đi. Ôi ôi không vứt này. Sợ rồi. Mấy đi này sợ rồi, mình nghĩ là fail rồi. Tại vì trôn nhiều quá, không bao giờ có thể trôn được lần hai. Rất là khắm. Mỗi phòng chỉ trôn được một lần thôi. Cực kỳ là kinh dị. Đi đây. Ui, vứt lừa này. Vứt lừa, tự nhiên lừa thì. Này thì lừa tôi này. Tôi đâu dễ bị lừa. Rồi thiên nhiên vứt vào. Vứt giả vờ vứt vào. Vẫn đây lại nhặt. Lừa lại tôi. Buồn cười nhất là mấy thanh niên biết mình lừa tình nhưng vứt súng nhử ấy, mấy thanh niên hay chơi kiểu vứt nhử, thế là tôi lại nhặt thôi. Chơi chơi nhử với tôi thì không được, tôi bàn tay tôi nó rất là nhanh. Ủa gì đấy, chơi móc hàng ấy, tôi móc bà nó mất cái giáp rồi, em chính thức mất trình từ đây. Gì đấy, kìa cận chiến kìa, ghê thế, vẫn cận chiến được luôn. Tuy nhiên đấy đã bị ăn hình sớm AL. Rồi chắc chắn là sẽ thoát ra ngay sau đây. Gì đây. À tự hào đừng cận chiến. À đừng bắn nhá. Để cận chiến nào. Anh em trước sau cận chiến. Đúng rồi. Cái gì đấy. Để người ta cận chiến đi cũng được. Trời ơi. 3-4 thằng bao vây không cận chiến được con người bài. Phải bắn chết ạ. Đúng rồi. Thế này thiên nhiên ngáo ngơ. Vẫn xoay quanh. Này thì xoay quanh này. Nhìn đi đâu. Chả thằng nào gần bạn đâu. Trừ khi bạn quay mặt đi là nó mới gần thôi. Thôi. Mình nghĩ là không thiên nhiên nào có thể cận chiến được thằng đấy đâu. Nó quan sát rất là kỹ. Chỉ bắn được thôi. Cận chiến thì khó đây. Đây 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 từ từ nào. Cận chiến chơi nào. Chơi thì có cận chiến chứ. Này thì nguy hiểm này. Vẫn ăn được. Khá là nhây. Rồi còn thằng nữa. Còn thằng nữa thôi. Thằng này khó cận chiến này. Thằng này cực kỳ là khó luôn. Tại vì nó hình như nó đeo tai nghe là bật tiếng rất là lớn. Nó nghe được cái tiếng bước chân. Và thế là nó nhìn xung quanh. Thắm thế à rồi. Ui. Rồi đổi xuống này. Úi dồi sao vứt xuống linh tinh thế. Vứt vào mồm mình thế này. Đấy. Ôi, đây 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 đây. Ôi, cái điện mới. Ôi, đèn thế à rồi. Lại admin chơi tôi. Mấy thanh niên admin nhờ lảnh háng nhờ. Không biết có việc gì làm. Rồi thấy anh em tôi chơi đang vui với nhau như thế này mà vẫn còn trồn được. Ôi, đèn thế. Dạo này không biết là cái arc mình thế nào. Toàn làm zombie bài. Gì ơi. Này thì lượng con người tôi này. Ôi, kì thế, rồi lâu lắm rồi thấy những thanh niên mà lách hay như này. Ôi, đã thế còn lag nữa. Dã man thật. Rồi, lách khá là nhanh. Hỏi bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc. Thử xem nào. Kì thế, rồi đứng ngay. Giết nó. Ôi, này thì. Này thì lách với tôi này. Hôm nay hơi bị nhiều Thompson VIP. À hình như là nó cho khẩu Thompson VIP 3 ngày. Thật ra anh em cứ mang thôi một sườn VIP ầm ầm vào bắn zombie bay. Thấy, rồi nhìn đâu. Bạn hay thế. Rồi, những con phòng này gặp đúng những thanh niên bắn cực kỳ hay. Này thì hay.
Ôi dồi ôi, không chết này. Trời ơi, cắm thế. Đây 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 đây. Ôi, bình tĩnh, từ từ nào. Đấy đấy, ôi, này thì vứt súng này. Tuy nhiên vứt súng rồi nhưng vẫn chạy lại nhặt. Như kiểu là trôn mình ấy. Nhưng không, mình tốc độ mút hàng của mình nó phải gọi là tốc độ bàn thờ rồi. Bảo sao, mút gì kịp tôi. Rồi, tuy nhiên đấy vẫn cầm cho mình là nỏ thần. Nên chắc là sẽ bắn cũng tốt thôi. Tại vì nỏ thần thì cứ dí vào đầu à, cứ một đam nghìn mấy. Tiếc là không mút được cây nỏ thần. Mút được cây nỏ thần thì đúng à. Tuyệt vời. Rồi thôi đừng chạy lại gần tôi. Tôi không có vứt lại đâu. Siêu lừa thì. Đây, đúng rồi. Gì đây? Ơ, vai lục đầu bò. Thế nhìn lại cái hàng của tôi. Đấy, sau lưng kìa. Đúng rồi, gì đây? Tóc biến à? Tuy nhiên thoát ra mà cứ làm như mình siêu nhơn vậy. Đấy, hôm nay không biết là tại sao cho toàn tông sơn. Ôi, chết này, chết này. Rồi, tuy nhiên cầm lục đồ bò lạng lấy. Như thần á. Rồi, rút súng là bắn rồi. Rồi tôi té này. Cho tuy nhiên đấy sấp mặt. Sao? Đen thế. Ô, cái điện mới. Rồi, mới cười người ta xong. Rồi, bây giờ người có thể cười lại tôi đi. Ê, mèo nào. Cầm ngay khẩu phát linh cho săn kiểu gì đây. À, hòm này, hòm này. Rồi, thơm thế nhở. Thôi, cho xin phép tôi được rút lại hai câu lúc nãy. Thơm cái mắm gì mà thơm. Toàn cho mấy khẩu MG như này bố nó bắn được. Đấy, gì đấy. Cứ tưởng là làm bạn với mình, rồi bảo kê mình. Ê mèo nào vẫn chạy lại cào. Cố nạn thế chứ lị. Thích lừa tình thôi. Anh em ở cái Godfire Legend này không nên tin vào thằng nào hết. Thằng nào cũng lừa tình đấy. Trừ phi mà các bạn ghép đội với nhau thì nó sẽ khác. Rồi thôi. Thôi bạn ơi. Úi ôi có hero ấy. Thơm đó. Úi ôi. Này sấp mặt này AFK. Làm gì cơ. Đây 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 đây. Úi ôi. Làm gì mà căng. Từ nào từ. Úi ôi. Gì ấy. Đồng vai. Đồng vai cả nồi. Úi ôi. Này thì máu trâu này. Double kill nhá. Cào với cấu làm cái gì. Phúc cái mắm gì. Cào kiểu đấy thì bố nào cào lại. Đây. Lên. Lên đâu. Chỗ nào. À cái gì. À cái gì. À cái gì cơ. Mình là một. Ủa. Hồi nãy vừa thả thính xong. Nhưng thực sự anh em nó rất là dã man. Nó chăn ngay một câu. Trôn đấy. Thôi. Bảo sao em đi trôn được. Rồi vứt đi bạn ơi. Vứt đi. Vứt đi. Có cái gì mới. Thắm thế rồi. Ôi. Thôi. Thôi. Tôi biết tôi đẹp dai rồi. Ôi, không cần phải như thế đâu bạn ơi. Thắm thế. Thôi hai thằng luôn. Không được rồi. Không được rồi. Mình phải đổi ngay. Đổi ngay cây AK Inferno thôi. Thế này không được. Thế này thì chỉ có ăn hình sấp mặt lờ. Lại đây. Này thì hiếp tôi này. Bạn cứ hiếp đi. Đổi súng không bạn. Bây giờ mới chat câu đấy thì muộn rồi. Bây giờ em bắn rồi thì đổi súng làm thao. Đây bây giờ tôi sẽ săn luôn. Ê mèo nào. Trời khắm lộ. Đây. Đây này thì không bị trôn này. Ủa bắn luôn đi. Tính cận chiến mà mất cái giáp rồi. Em không còn hăng như xưa. Ôi gì đấy. Thôi, bóc lốp, bạn rất tốt. Nhưng mình đã tiếp, ok điện mới. Sao lại không trúng ấy nhỉ. Thà đấy đáng nhẽ là mình ăn rồi. Lại đây, lại đây. Tao lại sợ mày quá. Tơ kìa. Tơ nhấp nháy này. Nhấp nháy vẫn nhây. Ôi, từ từ nào. Này thì lách. Ôi, ô cái điện mới.